Hồng Nhung xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin tổng hợp hôm nay, thứ ba ngày 7 tháng 2. Kính chúc quý vị một ngày mới vui vẻ, bình an và hạnh phúc. Ngay sau đây là những nội dung chính trong bản tin, mời quý vị cùng theo dõi. Trước tiên là phần điểm tin chính trong phần tin Việt Nam. Tàu chở hàng ngàn ô tô bốc cháy trên biển Vũng Tàu. Một cán bộ công an ở Đắk Nông bị cha dượng bắn tử vong. Người cha bị hành hung vì bảo vệ con trai trước con chó không đeo dọa mõm. 35 người bị ngộ độc sau khi ăn chè từ thiện. Cảnh sát đưa 400 người trong Beer Club ở thành phố Hồ Chí Minh về trụ sở. Chính thức tăng khung giá bán lẻ điện bình quân. Giá gạo Việt tăng cao nhất trong vòng 2 năm. Trứng vịt lộn vào top 100 món ăn tệ nhất thế giới năm 2023. Ngân hàng nhà nước bơm hút tiền quy mô lớn, xuất hiện mức lãi suất liên ngân hàng 13% một năm. Bầu Đức lần đầu đón đúng sóng, giá sầu riêng tăng vọt. Hoàng Anh Gia Lai sẵn vườn 1.000 hectare. Và ngay sau đây là nội dung chi tiết. Lực lượng chức năng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết đang tìm phương án cứu hộ tàu nước ngoài ASin bốc cháy khi qua vùng biển Vũng Tàu. Theo Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu, vào tối ngày 4 tháng 2, tàu ASin đang trên đường hành trình từ Hàn Quốc đến Singapore đã bất ngờ bốc cháy. Đám cháy được xác định ở tầng số 8, 9 và 10. Riêng tại tầng số 11 và số 12 có nhiều khói. Tàu đã sử dụng hết 50 tấn CO2 của tàu để chữa cháy nhưng tình trạng đám cháy vẫn chưa được kiểm soát. Đến khoảng 3 giờ ngày 5 tháng 2, Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu đã liên lạc được với thuyền trưởng tàu này. Tàu ASC mang quốc tịch Panama. Tàu dài 199m, rộng 32m, cao 23,5m, tải trọng 21.503 tấn, đang chở 4.530 chiếc ô tô. Trên tàu có thuyền trưởng quốc tịch Panama và 21 thuyền viên đều mang quốc tịch Nga. Hiện tại, chủ tàu tạm thời đề nghị cơ quan chức năng Việt Nam hỗ trợ tìm kiếm nguồn cung cấp khí CO2 bổ sung cho tàu ASin và việc cứu hộ chữa cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục thảo luận với thuyền trưởng tàu. Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông cho biết đang tiến hành điều tra vụ một cán bộ công an bị cha dượng bắn tử vong. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 5 tháng 2, tại nhà anh D sinh năm 1981, ngụ xã Đắk Puso, huyện Tuy Đức, tổ chức cúng rằm tháng Giêng. Tại đây, ông Nguyễn Sĩ Lộc sinh năm 1958, bố dượng của anh D và vợ là bà X xảy ra mâu thuẫn. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, anh H sinh năm 1987, em ruột của anh D là cán bộ đội cảnh sát quản lý hành chính công an huyện Tuy Đức, chở vợ và các con đến nhà anh D để ăn cơm. Trong lúc ăn cơm, biết được mâu thuẫn giữa ông Lộc và mẹ mình nên anh H có lời qua tiếng lại và can ngăn ông Lộc thì cả hai xảy ra mâu thuẫn. Ông Lộc bỏ về nhà gần đó để lấy một khẩu súng tự chế bắn anh H. Hậu quả anh H tử vong trên đường đi cấp cứu. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan chức năng đã đưa đối tượng Lộc về công an huyện để tạm giữ, phục vụ công tác điều tra, đồng thời tiến hành phong tỏa hiện trường, thu giữ tang vật gồm một khẩu súng tự chế và 8 viên đạn. Dư luận đang đặc biệt quan tâm đến vụ việc một người cha bị hành hung vì bảo vệ con trai trước con chó không đeo dọa mõm xảy ra tại chung cư quận 7 Sài Gòn Riverside, phường Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Theo đoạn clip trích xuất từ camera an ninh, vào tối ngày 2 tháng 2, anh Nguyễn Hoàng Dũng, 34 tuổi, dẫn con trai đi vào sảnh chờ thang máy của chung cư quận 7 Sài Gòn Riverside. Lúc này, một con chó không đeo dọa mõm, không có dây xích và không có người dắt tiến sát lại con trai của anh. Cậu bé hoảng sợ, cứ lùi khi con chó tiếp cận. Anh Dũng có hỏi và nhắc nhở chủ của con chó cũng đứng ở khu vực chờ sảnh thang. Sợ con chó gây nguy hiểm cho con, anh Dũng có dùng chân đẩy con chó ra xa con trai mình. Lúc này, anh Vinh xông đến dùng tay đánh thẳng vào mặt, khiến anh Dũng té xuống nền nhà. Theo anh Dũng, anh Vinh đã có lời lẽ đe dọa anh rồi mới rời đi. Sau đó anh Dũng đến công an địa phương trình báo và đến bệnh viện FV cấp cứu. Bệnh viện chuẩn đoán bước đầu anh Dũng bị vết thương mí mắt trái, chấn thương mặt, mắt trái, gò má trái, phần mềm ngực trái. Sau khi xảy ra vụ việc, công an đã mời anh Vinh làm việc. Anh này thừa nhận đã dùng tay đánh vào mặt anh Dũng vì sót con chó của mình. Tại cơ quan công an, anh Vinh có xin lỗi anh Dũng. Tuy nhiên, người bị hành hung vẫn cương quyết đề nghị xử lý theo pháp luật. Truyền thông trong nước dẫn lời Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cho biết, Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới đang điều trị 35 người bị ngộ độc do ăn chè đậu trắng tại xã Long Điền A. Trong số này có 4 người bị ngộ độc nặng đã được đơn vị chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang. Trong đó có 2 bệnh nhân suy đa cơ quan phải lọc máu liên tục và điều trị hồi sức tích cực, nguy cơ tử vong rất cao. Hiện nay, Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới đang điều trị 31 người. Trước đó, các bệnh nhân này đã ăn chè đậu trắng do bà Nguyễn Thị Ánh T, 44 tuổi, xã Long Điền A, huyện Chợ Mới nấu vào chiều ngày 3 tháng 2. Đến sáng ngày 4 tháng 2, tức ngày 14 tháng Giêng âm lịch, bà T phát chè miễn phí cho người dân trong ấp. Sau khi ăn chè đến 23 giờ cùng ngày, nhiều người có triệu chứng đau bụng, tiêu chảy nhiều lần, nôn, sốt được chuyển đến Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới cấp cứu. Giới chức huyện Chợ Mới cho biết nguyên nhân vụ ngộ độc chè đang được tiến hành điều tra làm rõ. Báo Dinh đưa tin Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang củng cố hồ sơ xử lý sai phạm tại cơ sở kinh doanh Beer Garden Pop Pop trên đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Võ Thị Sáu. Trước đó vào rạng sáng ngày 6 tháng 2, lực lượng chức năng đột kích vào cơ sở kinh doanh trên. Thời điểm kiểm tra, cảnh sát ghi nhận tại quán có 411 người, trong đó có 82 người nước ngoài, phát hiện 63 bình khí cười, hàng chục gói shisha, 6 kiện rượu. Đại diện cơ sở không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp, số bình khí và số rượu. Cảnh sát đã đưa hơn 400 người về trụ sở để phục vụ điều tra. Qua test nhanh, nhà chức trách xác định có 20 người dương tính với ma túy. Ngoài ra, cơ sở trên bị lập biên bản đối với lỗi vi phạm an toàn phòng cháy chữa cháy, hoạt động kinh doanh quá thời gian quy định, kinh doanh hàng hóa có điều kiện nhưng không có giấy phép kinh doanh. Theo quyết định Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký ngày 3 tháng 2, khung giá bán lẻ điện bình quân chưa gồm thuế VAT tối thiểu tăng 220 đồng lên mức 1.826 đồng 1 kWh và giá tối đa tăng 538 đồng lên mức 2.444,09 đồng 1 kWh. Việc điều chỉnh khung này chưa làm thay đổi ngay giá điện bán lẻ sinh hoạt và sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, khung giá bán lẻ điện bình quân là mức sàn và trần để chính phủ quy định cứng giá bán lẻ điện bình quân. Trước đó, trong báo cáo gửi Bộ trưởng Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN cho biết, ước tính năm 2022, công ty mẹ EVN, các tổng công ty điện lực và tổng công ty truyền tải điện quốc gia lỗ sản xuất kinh doanh khoảng 28.876 tỷ đồng. Năm 2023, nếu giá bán lẻ điện giữ nguyên theo giá điện hiện hành, thì số lỗ dự kiến lên đến 64.941 tỷ đồng. Trong đó, 6 tháng đầu năm sẽ lỗ 44.099 tỷ đồng và 6 tháng cuối năm lỗ 20.842 tỷ đồng. Như vậy, tổng lỗ sản xuất kinh doanh của EVN lũy kế 2 năm 2022 và 2023 là 93.817 tỷ đồng. Với số lỗ dự kiến trên, EVN nhận định nếu năm 2023 không được tăng giá điện ở mức phù hợp, EVN sẽ bị mất cân đối dòng tiền hoạt động. Theo các doanh nghiệp xuất khẩu gạo trong nước, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam những ngày đầu tháng 2 năm 2023 đã tăng 15 đô la Mỹ một tấn so với cuối tháng trước. Cụ thể, loại 5% tấm giao dịch ở 473 đô la Mỹ một tấn, gạo 25% tấm 453 đô la Mỹ một tấn. Đây là mức giá cao nhất trong vài năm qua. Tuy nhiên, mức giá này hiện vẫn thấp hơn gạo Thái Lan 20 đô và thấp hơn gạo Pakistan 10 đô một tấn. Trước đó, vào tháng 12 năm 2022, giá gạo xuất khẩu 5% tấm của Việt Nam duy trì ở mức cao nhất thế giới với khoảng 438 đô la Mỹ một tấn, gạo 25% ở mức 418 đô la Mỹ một tấn, cao hơn gạo Thái Lan cùng loại khoảng 20 đô la Mỹ một tấn. Theo ông Đỗ Hà Nam, Phó Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam, giá gạo xuất khẩu trong tháng đầu năm 2023 tăng cao do những bất ổn về kinh tế, chính trị, xung đột giữa Nga và Ukraine chưa có hồi kết. Các quốc gia có nhu cầu dự trữ lương thực nhiều hơn. Những tín hiệu tích cực từ thị trường đã thúc đẩy nhiều hợp đồng xuất khẩu gạo được ký kết. Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An cho biết đã ký nhiều hợp đồng cung cấp gạo ra từ nay đến đầu quý 4 năm 2023 cho các thị trường Hàn Quốc, Malaysia, Singapore, châu Âu, Australia và Mỹ. Số lượng lên đến gần 1.500 container, tương đương khoảng 30.000 tấn, chủ yếu gạo chất lượng cao và gạo thơm. Đại diện Tập đoàn Lộc Trời cũng thông báo hiện doanh nghiệp đã nhận được đơn đặt hàng lên đến 40.000 tấn gạo cho thị trường châu Âu trong năm 2023. Với sự mở màn ấn tượng, đại diện Lộc Trời tin tưởng năm 2023 các doanh nghiệp xuất khẩu gạo tiếp tục sẽ thắng lớn, vượt con số 3,5 tỷ đô la Mỹ mà ngành gạo đã xác lập trong năm 2022. Mới đây, trang Taste Atlas, trang web được mệnh danh bản đồ ẩm thực thế giới, công bố danh sách 100 món ăn tệ nhất thế giới năm 2023, trong đó trứng vịt lộn được chấm 2,8 trên 5 điểm. Với số điểm này, trứng vịt lộn đứng thứ 13 trong danh sách 100 món ăn bị đánh giá thấp nhất thế giới, được các chuyên gia miêu tả là kỳ lạ dù khá phổ biến tại Việt Nam, Philippines. Cũng trong tháng 1, website công bố giải thưởng thường niên Taste Atlas Award về thứ hạng ẩm thực của các quốc gia trên thế giới, khu vực và đánh giá các món ăn. Tại hạng mục các nước có đồ ăn ngon nhất châu Á, Việt Nam đứng thứ 6 với 4,31 điểm. 5 quốc gia cao điểm hơn là Nhật Bản, Ấn Độ, Trung Quốc, Indonesia và Hàn Quốc. Taste Atlas cho rằng các giải thưởng là niềm vui cho một số người và là nguyên nhân khiến số khác tức giận. Họ thường nhận được thắc mắc hoặc cuộc gọi từ các đại sứ quán phản ánh về lý do đánh giá thấp món ăn của họ. Tuy nhiên, ban tổ chức cho rằng kết quả công bố của họ hoàn toàn công tâm. Các món ăn được dựa trên thẩm định của hàng triệu du khách, chuyên gia, đầu bếp, những người làm trong ngành dịch vụ ăn uống. Thống kê về hoạt động tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước cho thấy, nhà quản lý tiền tệ đã hút về 15.000 tỷ đồng qua thị trường mở OMO trong phiên giao dịch cuối tuần qua. Trong phiên này, có 3 trong 6 thành viên tham gia trúng thầu với kỳ hạn 7 ngày, lãi suất trúng thầu 5,79% một năm. Cũng trong phiên này, Ngân hàng Nhà nước cũng bơm ra hơn 2.400 tỷ đồng thông qua kênh OMO với kỳ hạn 7 ngày và lãi suất lên tới 6% một năm, cao hơn mức lãi suất hút tiền về kể trên. Như vậy, đây là phiên hút dòng đầu tiên của Ngân hàng Nhà nước kể từ sau kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 với mức hút dòng khoảng 12.600 tỷ đồng, kết thúc chuỗi 5 phiên bơm dòng trước đó. Đáng chú ý, dù nhà quản lý tiền tệ thực hiện bơm một khối lượng tiền lớn hỗ trợ thanh khoản, song lãi suất trên thị trường liên ngân hàng vẫn căng, đã xuất hiện mức lãi suất lên tới 13% một năm. Cụ thể, theo số liệu cập nhật đến ngày 2 tháng 2, lãi suất Việt Nam đồng bình quân liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm ở mức 6,26% mỗi năm, tăng thêm 0,17 điểm phần trăm so với mức ghi nhận vào trước kỳ nghỉ Tết và cao hơn khoảng 1,7 điểm phần trăm so với cuối năm 2022. Trong khi đó, lãi suất vay mượn giữa các ngân hàng tăng đột biến ở các kỳ hạn dài. Trong đó, kỳ hạn 6 tháng, lãi suất lên tới 11,45% và 13% mỗi năm đối với kỳ hạn 9 tháng. Trong khi trước đó, lãi suất của các kỳ hạn này chỉ lần lượt quanh mức 10,7% và 9,61% mỗi năm. Giới phân tích dự báo, lãi suất liên ngân hàng sẽ khó hạ nhiệt trong thời gian tới. Trao đổi với phóng viên báo Người Lao Động, chủ một doanh nghiệp chuyên phân phối sầu riêng và trái cây sạch cho nhiều siêu thị tại thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh, thành cho biết giá sầu riêng đang tăng cao chưa từng có trên thị trường nội địa. Theo ghi nhận, hiện nay chỉ có một số vùng ở đồng bằng sông Cửu Long có sầu riêng thu hoạch, sầu riêng Thái Lan cũng không có hàng, trong khi nhu cầu của Trung Quốc rất cao nên giá tăng nóng. Khảo sát tại siêu thị Lotte, giá sầu riêng nguyên trái loại 2 gần 140.000 đồng 1 kg, sầu riêng chín phẻ gần 300.000 đồng 1 kg. Còn tại xe sầu riêng của anh Lê Ngọc Duy chỉ có sầu riêng Ri 6 với giá 190.000 đồng 1 kg. Vừa qua, Trung Quốc đã ký nghị định thư cho phép xuất khẩu sầu riêng chính ngạch qua nước này. Điều này mở ra cơ hội lớn cho trái sầu riêng Việt Nam và người trồng nói chung. Trong đó có Hoàng Anh Gia Lai, Bầu Đức đang trồng khoảng 1.000 hectare sầu riêng, gồm 200 hectare tại Việt Nam và gần 800 hectare tại Lào. Với năng suất ước tính khoảng 30-40 tấn một hectare, sầu riêng theo kỳ vọng của Bầu Đức sẽ mang về khoảng lợi nhuận lớn cho Hoàng Anh Gia Lai, ngang ngửa heo và chuối. Trong đó, diện tích sầu riêng trồng bên Lào xuất chính ngạch sang Trung Quốc khá dễ dàng. Tại Việt Nam, chính phủ hai nước đã ký nghị định thư nên việc xuất khẩu hàng từ Việt Nam cũng thuận lợi. Với lợi thế bạn hàng có sẵn, hiện các vườn sầu riêng của Hoàng Anh Gia Lai cũng đang thực hiện những yêu cầu để xuất khẩu vào nước này. Tiếp theo đây là những tin tức trên thế giới. Trước tiên là phần điểm tin chính. Trung Quốc gần 50 xe đâm nhau liên tiếp trên cao tốc, 82 người thương vong. Bắc Kinh, mộ phần nghĩa trang được săn đón, tăng giá 800 triệu đồng. Mỹ điều người nhái vớt xác khinh khí cầu Trung Quốc. Động đất hủy diệt ở Thổ Nhĩ Kỳ, hơn 1.300 người chết. Bãi mìn lớn nhất thế giới, 40% diện tích Ukraine bị hủy hoại bởi bom mìn. Cải tổ thời chiến, Ukraine bất ngờ thay Bộ trưởng Quốc phòng. Triều Tiên thấy tình hình không ổn, hoãn đưa công nhân sang giúp Nga. Tìm thấy hạt vi nhựa trong một tĩnh mạch người. Máy bay chở hơn 300 khách bốc cháy tại Thái Lan. Và ngay sau đây là nội dung chi tiết. Hãng AP đưa tin, mới đây một vụ đâm dồn xe trên cao tốc Trung Quốc đã khiến 16 người thiệt mạng và 66 người khác bị thương. Cụ thể, cảnh sát giao thông địa phương cho biết, chỉ trong vòng 10 phút, gần 50 xe đã đâm nhau liên tiếp trên một tuyến cao tốc ở tỉnh Hồ Nam, đoạn đường chạy qua thủ phủ Trường Sa, trong đó một số xe bốc cháy. Đoạn phim đăng trên Nhân dân Nhật Báo cho thấy, nhiều xe tải gắn logo của các công ty vận tải đã đâm vào nhau, một số xe hơi lật nhào và khói đen dày đặc bốc lên ở hiện trường. Cảnh sát cho biết, những người bị thương đã nhanh chóng được đưa đến bệnh viện để điều trị, trong đó có 8 người bị thương khá nghiêm trọng, nhưng dấu hiệu sinh tồn đã ổn định. Được biết, hơn 180 nhân viên cứu hộ đã được điều đến hiện trường. Bộ Quản lý Khẩn cấp của Trung Quốc đã yêu cầu điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Theo truyền thông Trung Quốc, gần đây, mộ phần tại Nghĩa Trang Bắc Kinh đã trở thành một mặt hàng hot được săn đón. Không chỉ giá mộ phần tăng mạnh mà ngay cả những cổ phiếu hàng đầu cũng đạt kỷ lục mới. Một cư dân Bắc Kinh có bút danh Trang Nian cho biết, anh đã phải săn một mộ phần dành cho người bà quá cố của mình tại một nghĩa trang cao cấp gần khu Nam Khẩu, quận Trường Bình, thành phố Bắc Kinh. Theo anh Trang, giá nghĩa trang ở Bắc Kinh đã lên tới 34.000 đô la, tương đương gần 800 triệu đồng một mét vuông. Một cư dân Bắc Kinh khác, bút danh ASin, cũng đang tìm kiếm mộ phần để chôn cất người cha vừa qua đời vào ngày đầu năm mới. ASI cho biết giá mộ ban đầu là 692 triệu đồng, nhưng sau đó được chiết khấu 10% còn khoảng 621 triệu đồng cho diện tích mộ phần 0,82 m2. Trong khi đó, một ngôi mộ tiêu chuẩn rộng 0,76 m và dài 2,4 m. Được biết, thời gian gần đây, số người chết do dịch COVID-19 tại Trung Quốc không ngừng tăng lên, kéo theo các chi phí tang lễ, giá hỏa táng, chi phí mộ phần tăng vọt. Con số người chết trong đợt dịch hiện nay tại Trung Quốc được đánh giá là cao hơn nhiều so với con số mà chính quyền Trung Quốc công bố. Truyền thông quốc tế đưa tin, các người nhái của Hải quân Mỹ đã được điều động để trục vớt xác khinh khí cầu của Trung Quốc. Cụ thể, tướng Glen Van Hek, chỉ huy Bộ Tư lệnh Phòng thủ Hàng không Vũ trụ Bắc Mỹ, xác nhận Hải quân Mỹ đang thu nhặt các mảnh vỡ của chiếc khinh khí cầu Trung Quốc bị bắn hạ ngày 5 tháng 2. Hải quân đã chuẩn bị tinh thần có thể phải vớt các mảnh vỡ ở độ sâu lớn. Tuy nhiên, phần lớn mảnh vỡ nằm ở độ sâu cách mặt nước khoảng 14 mét nên việc thu hồi khá dễ dàng. Trước đó, giới chức Mỹ cho biết xác khinh khí cầu sẽ được đưa tới phòng phân tích của Cục Điều tra Liên bang để xác định đây là thiết bị dân sự hay quân sự. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin khẳng định việc trục vớt và khôi phục khinh khí cầu sẽ giúp Mỹ hiểu hơn về các hoạt động do thám của Trung Quốc. Được biết trước đó, Mỹ đã huy động một chiến đấu cơ F-22 bắn hạ chiếc khinh khí cầu Trung Quốc bay vào không phận Mỹ. Vị trí bắn hạ cách bờ biển bang Nam Carolina khoảng 6 hải lý. Đáp lại, Trung Quốc phản đối hành động của Mỹ và cảnh báo sẽ đáp trả. Truyền thông quốc tế đưa tin lực lượng cứu hộ đang chạy đua tìm kiếm những người còn sống sót bị mắc kẹt trong đống đổ nát sau trận động đất 7,8 độ ở biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, Syria hôm qua ngày 6 tháng 2. Theo thống kê, số nạn nhân chết trong trận động đất trên đã lên tới hơn 1.300 người, đồng thời hơn 5.300 người khác cũng bị thương trong vụ việc. Được biết, chấn động của địa chấn lan tới cả Lebanon và Israel. Đây được xem là một trong những trận động đất mạnh nhất tấn công Thổ Nhĩ Kỳ trong 100 năm qua. Phó Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Fuat Oktay cho biết, hơn 2.800 đội tìm kiếm và cứu hộ đã được triển khai tại các khu vực bị ảnh hưởng. Ngoài 1.150 đội từ cơ quan quản lý thiên tai, lực lượng hiến binh, cảnh sát và quân đội cũng được triển khai. Được biết, tại Thổ Nhĩ Kỳ, ít nhất 912 người đã thiệt mạng và hơn 2.300 người bị thương. Còn tại nước láng giềng Syria, hơn 470 người chết và 639 người bị thương sau địa chấn. Cục Khảo sát Địa chất Mỹ cho biết, tâm chấn của trận động đất ở độ sâu 24,1 km về phía đông huyện Nukdagi, tỉnh Gaziantep, Thổ Nhĩ Kỳ. Video từ hiện trường cho thấy nhiều dãy nhà bị sập, người dân co ro trong tiết trời lạnh cóng và chờ đợi sự giúp đỡ. Thương vong dự kiến sẽ tiếp tục tăng cao do nhiều người mắc kẹt trong đống đổ nát. Được biết, Thổ Nhĩ Kỳ nằm tại khu vực thường xuyên xảy ra động đất. Vào năm 1999, một trận động đất mạnh 7,4 độ Richter đã cướp đi sinh mạng của hơn 17.000 người ở Thổ Nhĩ Kỳ. Kênh Sky News đưa tin, tổ chức cố vấn bom mìn ở Anh vừa cho biết hơn 40% lãnh thổ Ukraine đã bị hủy hoại vì bom mìn do chiến sự. Theo số liệu của tổ chức phi chính phủ này, Ukraine hiện là quốc gia có nhiều bãi mìn nhất thế giới. Bà Katerina Templeton, đại diện của tổ chức trên cho hay, tình trạng ô nhiễm mìn ở Ukraine là rất lớn. Hai nước Syria hay Afghanistan thậm chí không là gì so với tình hình ở đây. Theo bà Templeton, mìn sát thương, bẫy mìn, mìn chống tăng, bom chùm, vật liệu chưa nổ đều có thể được tìm thấy trên đất Ukraine. Ngoài việc trực tiếp gây thương tích và tử vong, bom mìn có thể khiến các khu vực đất đai không thể tiếp cận được hoặc trở nên nguy hiểm hơn, sản xuất nông nghiệp cũng bị ảnh hưởng. Theo tổ chức này, trong khoảng thời gian từ ngày 24 tháng 2 năm ngoái đến ngày 10 tháng 1 năm nay, ít nhất 611 người đã bị thương do bom mìn ở Ukraine và Kiev sẽ mất nhiều năm để dọn sạch những khí tài này. Trước đó, cựu Thủ tướng Ukraine Denis Shmyhal cũng cho biết số lượng bom mìn rơi trên lãnh thổ Ukraine trong cuộc xung đột quân sự đã tạo ra bãi mìn lớn nhất thế giới với diện tích khoảng 250.000 km2. Truyền thông quốc tế đưa tin trong tình trạng thời chiến, Ukraine vừa bất ngờ thay Bộ trưởng Quốc phòng. Cụ thể, Ukraine sẽ bổ nhiệm lãnh đạo tình báo quân sự Kyrylo Budanov thay ông Oleksii Reznikov làm Bộ trưởng Quốc phòng. Nghị sĩ David Arakhamia, lãnh đạo Đảng Đầy tớ Nhân dân của Ukraine cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Reznikov sẽ được điều chuyển sang một bộ khác. Ông Arakhamia giải thích sự thay đổi trên là do mệnh lệnh của chiến tranh làm thay đổi chính sách nhân sự. Các cơ quan quân lục như Bộ Quốc phòng không nên được quản lý bởi chính trị gia trong thời chiến mà phải là người có hồ sơ về quốc phòng hoặc an ninh. Ông Arakhamia không nói rõ khi nào việc luân chuyển diễn ra. Được biết, việc ông Reznikov rời khỏi Bộ Quốc phòng sẽ là thay đổi nhân sự cấp cao nhất trong chính quyền Ukraine sau một loạt vụ từ chức và cách chức do bê bối tham nhũng hồi cuối tháng 1. Hiện việc thay đổi nhân sự diễn ra trùng thời điểm Ukraine dự báo ngay đang chuẩn bị một đợt tiến công lớn trong tháng này. Từ Daily NK của Hàn Quốc đưa tin, trước đây một tuần sau khi Triều Tiên cam kết luôn đứng chung chiến hào với Nga, Bình Nhưỡng dường như đã mất niềm tin vào nỗ lực thắng lợi của Tổng thống Nga Putin. Do những cân nhắc khác nhau, Triều Tiên đã quyết định tạm ngừng đưa công nhân tới miền đông Ukraine do Nga chiếm đóng. Cụ thể, một nguồn tin của Daily NK tiết lộ, chính quyền Triều Tiên vẫn chưa gửi công nhân đến miền đông Ukraine, điều vốn đã được lên kế hoạch vào tháng 11 năm ngoái. Nguồn tin này cho biết Triều Tiên ban đầu lên kế hoạch kiếm một số ngoại hối bằng cách gửi lao động đến miền đông Ukraine do Nga chiếm đóng để làm việc trong các dự án tái thiết, nhưng cuộc chiến đã không diễn ra suôn sẻ như họ nghĩ. Được biết, những công nhân Triều Tiên được chọn tới Ukraine là nam thanh niên tuổi từ 19 đến 27, hầu hết đã kết hôn và người nhà đang ở Triều Tiên. Để ngăn công nhân đào tẩu ra nước ngoài, chính quyền Triều Tiên thường chọn những người đàn ông đã có vợ và con ra nước ngoài làm việc. Hiện vẫn chưa rõ có bao nhiêu công nhân thực sự sẽ được phái đi. Tuy nhiên, theo lệnh được đưa ra, các công ty thương mại lớn, đợt công nhân đầu tiên có thể có khoảng 300 đến 500 người. Mới đây, một nghiên cứu được thực hiện bởi nhóm các nhà khoa học đến từ Đại học Hun và trường y khoa Hun York đã phát hiện ra hạt vi nhựa trong mô tĩnh mạch của con người. Theo kết quả nghiên cứu, hạt vi nhựa có thể đi qua các mạch máu đến mô mạch máu, nhưng các nhà khoa học vẫn chưa rõ tác động của chúng đối với sức khỏe con người. Được biết, các nhà nghiên cứu đã tìm thấy 15 hạt vi nhựa cho mỗi gam mô tĩnh mạch và 5 loại polymer khác nhau. Nổi bật nhất bao gồm nhựa Aki được sử dụng trong sơn tổng hợp, Vecni và men, polyvinyl, acetat, chất kết dính được tìm thấy trong bao bì thực phẩm và ni lông. EVOS và EVA được sử dụng trong vật liệu đóng gói linh hoạt. Giáo sư Jeanetti Rochelle, nhà nghiên cứu về chất độc môi trường tại Đại học Hun cho biết, chúng tôi đã biết các hạt vi nhựa có trong máu, nhưng vẫn chưa rõ liệu chúng có thể xuyên mạch máu và mô mạch máu hay không, và nghiên cứu này cho thấy chúng có thể làm được điều đó. Theo tờ Daily Mail, một máy bay chở 321 người của Nga vừa bị cháy động cơ và nổ lốp khi đang cất cánh từ sân bay quốc tế Phuket ở Thái Lan, buộc phi công phải hủy việc khởi hành đã định. Video được quay lại cho thấy cánh máy bay bốc khói khi nó băng qua đường băng. Các hành khách cho biết đã nghe thấy một tiếng nổ và tiếng kêu răng rắc trước khi máy bay bốc cháy. Khi rời máy bay, nhiều hành khách cũng chứng kiến càng hạ cánh của máy bay bị hư hại. Hiện Azur Air, hãng hàng không sở hữu máy bay trên, đã từ chối bình luận về sự việc. Hãng này cho biết các chuyên gia kỹ thuật hàng không đã bắt đầu làm việc để loại bỏ các trục trặc. Hành khách được cung cấp nơi nghỉ, bữa ăn và nước uống trong khi chờ chuyến bay mới tới Moscow. Được biết, máy bay gặp trục trặc trên đã hoạt động được 26 năm và rất may khi sự cố được phát hiện trước khi chuyến bay cất cánh. Trên đây là những thông tin trong bản tin tổng hợp ngày hôm nay của Hành Trình Tương Lai. Tiếp theo đây, Hồng Nhung xin mời quý vị cùng đến với chủ đề của phần nhân sinh cảm ngộ. Kính thưa quý vị khán giả, trong phần nhân sinh cảm ngộ ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng tìm lại chút lịch sử của dân tộc về vị vua Kinh Dương Vương, thủy tổ của dòng dõi Bách Việt nước Nam ta. Tác giả Hồ Đắc Duy có bài thơ rằng: với mỹ nhân xe xuyên kết tóc, sinh ra đời Lộc Tục Hoàng Nam, cắm lều dựng trại chiêu dân, đặt tên Xích Quỷ Giang Sơn một vùng. Kinh Dương Vương xưng hùng một cõi, đất nước dài một dải mênh mông. Kết hôn con gái Thần Long, sinh ra Sùng Lãm nối dòng vương gia. Bài thơ trên có tên là Kinh Dương Vương Xích Quỷ. Dân gian có câu ca dao: con người có tổ có tông, như cây có cội, như sông có nguồn. Trong cõi tâm linh của mỗi người con đất Việt luôn khắc ghi truyền thống cây có cội, nước có nguồn. Tư tưởng uống nước nhớ nguồn của dân tộc luôn được các thế hệ phát huy và giữ gìn từ hàng ngàn năm nay. Theo thần phả làng Á Lữ, xã Đại Đồng Thành, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, ngày hội truyền thống thường niên được tổ chức từ ngày 16 tháng 1 đến ngày 18 tháng 1 âm lịch. Trong văn tế thủy tổ Kinh Dương Vương tại lễ hội có đoạn viết: chúng con dân nước Việt, con cháu Lạc Hồng, nguyện khắc ghi công đức, chọn đạo nghĩa với đời với tổ, tận trung hiếu vì nước vì dân, tích đức tu nhân, rèn tài luyện trí, giữ vững kỷ cương, dương cao đạo lý, dựng nước Việt giàu đẹp văn minh, cùng nhân loại hòa bình hữu nghị. Nay nước Việt ta muôn thuở trường tồn, với thế rồng bay sánh ngang tầm thời đại. Vậy vua Kinh Dương Vương là ai? Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, vua Kinh Dương Vương có nguồn gốc từ phương Bắc. Nguyên Đế Minh là cháu ba đời của vua Thần Nông, đi tuần thú phương Nam đến núi Ngũ Lĩnh, đóng lại đó rồi cưới Vụ Tiền Nữ. Sau đó sinh được một người con trai tư chất thông minh đặt tên là Lộc Tục. Sau Đế Minh truyền ngôi cho con trưởng là Đế Nghi làm vua phương Bắc và phong cho Lộc Tục làm vua phương Nam, xưng là Kinh Dương Vương. Kinh Dương Vương sáng lập nhà nước Xích Quỷ, nhà nước có chủ quyền đầu tiên của nước Việt. Con trai của Kinh Dương Vương chính là Lạc Long Quân. Trong tâm thức người Việt, Kinh Dương Vương, Lạc Long Quân và Âu Cơ luôn là cha, là mẹ của mỗi người dân nước Việt, là những vị thủy tổ mở nước. Hàng năm cứ mỗi độ Tết đến xuân về, con dân đất Việt trong cả nước lại hành hương về khu di tích Lăng và đền Kinh Dương Vương để bái yết, tưởng nhớ và tri ân công lao to lớn của những bậc thủy tổ có công khai sơn sáng thủy, lập nên nhà nước có chủ quyền đầu tiên của nước Việt. Tính đến nay, khai sinh nhà nước Xích Quỷ đã được 4.901 năm và đã có 4.814 năm kể từ ngày mất của Kinh Dương Vương. Đây là một lễ hội lâu đời được tổ chức theo đúng những nghi lễ truyền thống với hai phần lễ và hội. Trong phần lễ, ban tổ chức lễ hội đã thực hiện các nghi lễ dâng hương, lễ rước và lễ tế. Lễ dâng hương nhằm tưởng niệm vị vua đầu tiên của dân tộc Việt. Lễ rước nước thể hiện sự thành kính của các thế hệ người Việt, hậu nhân gửi đến Kinh Dương Vương. Lễ tế cầu mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an đã thể hiện được sự giao hòa giữa con người với trời đất, sự mong muốn của con người trước thiên nhiên, hơn hết là sự thành kính của con người trước thiên nhiên và vạn vật. Có thể thấy, người Việt dù sống trong một xã hội hiện đại đến đâu, họ cũng vẫn luôn tín ngưỡng vào vẻ đẹp của văn hóa truyền thống. Họ vẫn không rời xa cái gốc truyền thống mà tổ tiên lưu truyền lại. Đền và Lăng Kinh Dương Vương tại làng Á Lữ từ lâu được các triều đại phong kiến coi là chốn linh thiêng bậc nhất, xếp vào loại miếu thờ đế vương. Vào dịp tế lễ vua, quan các triều đại đều trực tiếp về đây để thắp hương bái tổ. Hiện trong lăng và đền thờ Kinh Dương Vương còn bảo lưu được nhiều cổ vật quý như ngai thờ Kinh Dương Vương, 15 sắc phong thần phả, văn tế, hoành phi câu đối ca ngợi về người được thờ như Nam Bang thủy tổ của nước Nam. Nam Tổ Miếu có nghĩa là miếu thờ ông tổ nước Nam. Bách Việt Tổ tức là vua tổ nước Nam. Ngoài các khách mời, phần không thể thiếu trong lễ hội chính là người dân nơi đây cùng khách thập phương dự hội. Có thể thấy người dân dự hội đông kín tất cả các con đường dẫn đến Lăng Kinh Dương Vương. Văn hóa lễ hội đền thờ Kinh Dương Vương là một loại tín ngưỡng trong thờ cúng tổ tiên xưa. Vì vậy, đối với người dân nơi đây, việc tổ chức lễ hội này không chỉ là thể hiện sự tôn kính với một vị vua thủy tổ của một dân tộc, mà còn là sự tưởng nhớ của những người con về một người cha. Theo truyền thuyết, khi người dân gặp nạn, họ sẽ luôn cầu cứu đến người cha của mình là Kinh Dương Vương tôn kính. Hy vọng rằng những người con đất Việt có thể thực hiện được như lời hứa nguyện trong văn tế thủy tổ Kinh Dương Vương tại lễ hội. Chúng con dân nước Việt, con cháu Lạc Hồng, nguyện khắc ghi công đức, chọn đạo nghĩa với đời, với tổ, tận trung hiếu, vì nước, vì dân, tích đức tu nhân, rèn tài luyện trí, giữ vững kỷ cương, dương cao đạo lý, dựng nước Việt giàu đẹp văn minh cùng nhân loại hòa bình hữu nghị. Này nước Việt ta, muôn thuở trường tồn với thế rồng bay, sánh ngang tầm thời đại. Dòng dõi Viêm Đế Thần Nông là một dòng vua cổ xưa với nhiều tinh hoa văn hóa, đã từng giúp ích rất nhiều cho văn minh nhân loại thời kỳ sơ cổ. Nhưng sự suy thoái theo quy luật và sự trỗi dậy của hoàng đế đã khiến cho văn hóa Thần Nông hoàn toàn thất truyền ở phương Bắc. Nếu không nhờ vào chuyến tuần du phương Nam của Đế Minh, sinh ra Kinh Dương Vương và nước Xích Quỷ, thì có lẽ họ Thần Nông và di sản của họ đã tiêu mất. Nhờ có Kinh Dương Vương mà văn minh Thần Nông đã dung hòa vào vùng đất xinh đẹp phương Nam này, tạo ra vô số thần tích cùng một triều đại huy hoàng dài đến 26 thế kỷ, đến nay vẫn được hậu thế xem là huyền thoại. Công đức của bậc tiền nhân, của người tu đạo quả thực là vĩ đại thay. Lịch sử như dòng sông dài, cuốn đi trong lớp sóng của nó bao nhiêu sự tích, chiến công, thành bại của cả một dân tộc. Thế kỷ 21 hiện đại với quá nhiều thú vui và dục vọng, mấy ai còn lưu tâm đến những huy hoàng của quá khứ, những tinh hoa của cổ nhân hay những bài học sâu sắc từ ngàn xưa. Việt Nam gần 5.000 năm văn hiến với nhiều triều đại kiệt xuất thấm đẫm văn hóa, Phật, đạo, thần đã đem đến cho giải đất xinh đẹp này biết bao nhiêu kỳ tích và truyền kỳ vẫn còn rọi sáng đến tận hôm nay. Quý vị nghĩ sao về chủ đề ngày hôm nay? Xin hãy để lại bình luận bên dưới quý vị nhé! Chúc quý vị có một tuần mới nhiều niềm vui và hạnh phúc! Cuối chương trình, Hồng Nhung và tất cả ban biên tập luôn luôn muốn gửi đến quý vị một phương pháp rèn luyện cả tâm lẫn thân, tu tâm dưỡng tính theo nguyên lý chân thiện nhẫn. Nếu quý vị quan tâm, xin hãy truy cập vào đường link chúng tôi có gắn phía trên màn hình. Còn bây giờ, Hồng Nhung xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào các bản tin tiếp theo trên kênh Hành Trình Tương Lai.